Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại tiếp tục chúng ta giữ kinh cái đầu của con rắn này. Thế bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm hai cái sừng hai bên. Đấy, hai sừng hai bên. Thế bây giờ để bổ sung sừng và sau đó chúng ta làm chuyển động cho khuôn mặt. Và chúng ta vào đây chúng ta sẽ bổ sung thêm sừng. Chúng ta chọn Add Drawing. Chúng ta ghi là sừng. À, lớp sừng này là lớp vector chứ không phải lớp bitmap. Chúng ta ép vào, à, chúng ta đóng lại này. Chúng ta thấy là ở khu cái sừng này, chúng ta ấn cho tôi là ba phím Shift Alt R. Nhưng mà như này thì các bạn, tôi xóa mất cái khung hình này đi. Chúng ta ấn cho tôi là F5. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ cái sừng này nhé. Các bạn sẽ quan sát tôi làm. Thì tại đây bây giờ tôi sẽ sử dụng bút pen để tôi vẽ. Các bạn nhìn thấy chúng ta tiếp tục cái bài hôm trước để chúng ta áp dụng vào một cái con vật. Này nó lại bị rồi. Bây giờ các bạn nhìn nhé, sừng thì tôi sẽ vẽ bên phía bên này. Đấy, ta sẽ vẽ bên này, ta chọn một cái màu màu này vẽ sừng của nó. Nét bút hơi to, các bạn có thể điều chỉnh nét bút bằng cách các bạn chọn đây và chọn Tool Property thành thực tính. Chúng ta sẽ chọn nét bút, hiện tôi sẽ nét bút 5 ở đây, chọn nét bút 2. Rồi bây giờ tôi vẽ lại. Đấy. Sau khi các bạn vẽ được sừng cho con rắn rồi, các bạn copy cái sừng này sang bên kia. Chúng ta chọn copy. Sau đó thì các bạn lật cho tôi nhé, lật cho tôi cái nút này. Đấy. Copy đã, rồi ta paste, cần thêm p để chúng ta paste nó đã và nó lật. Copy. Đây, ta lật. Lật sang bên kia, lật bên này. Để cho nó đầy đủ hoàn thiện cho cái con rắn này. Thế bây giờ chúng ta bật sang camera. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta để sừng phía trên hay là phía dưới thì tùy các bạn. Các bạn có thể cho con này nó lên bằng trên, ta cho lớp này lên bằng trên. Ta đặt là chấm là 0.005 sừng, nhưng mà đầu cái này lên 0.6 rồi ta đặt này 0.007. Đấy. Thì bộ sừng của chúng ta đã lên đằng trước, sừng chúng ta lên đằng trước.
Bây giờ chúng ta vẽ thêm hai cái mũi cho nó, mũi cho nó. Thì chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta lúc này cái mũi của con này thì chúng ta cũng có thể làm cho nó một cái lớp mũi, chúng ta ghi bổ sung vào, ta cho mũi. Đấy, tại lớp mũi này thì các bạn ở drawing các bạn chọn cho tôi. Đây thì chúng ta vẽ lớp mũi tròn, hoặc là chúng ta có thể uốn cong tùy theo. Đấy, chúng ta chọn lớp mũi, chúng ta cần chốt R, chúng ta đặt vào đây nhé. Các bạn chưa có lỡ, chưa có khung thì cái công cụ nó sẽ biến thành cái hình dấu chấm, chúng ta không làm được. Đấy, chúng ta vẽ và cố vẽ cho nó cong một tí nhé. Rồi, bên này nhé. Các bạn thấy là tôi bật nút bắt dính ấy, snap, là nó dính vào nhau, nó không bị đứt đoạn, không bị hở, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cho nó một cái, chúng ta cho nó một cái bảng màu, màu con này cho, có thể chúng ta cho màu đen. Rồi bây giờ chúng ta quay về đây. Mũi thì chúng ta cho 0.07 để cho mũi lên, mà mũi này màu đen này thì bây giờ tôi chỉnh sang màu màu khác. Tôi sẽ phải dùng một cái màu khác hơn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy là tôi đã đặt cái sừng này lên đây. Việc bây giờ của chúng ta là ta sẽ rigging khuôn mặt, sau đó rigging cái lưỡi. Thì các bạn bật cho tôi cái nút nốt view. Đó, thì chúng ta thấy là chúng ta đã thêm một cái lớp mũi, lớp sừng. Đó, nha, sừng là con của đầu, của hàm trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là hàm trên nó nằm chỗ nào, hàm dưới này, hàm dưới này. Rồi hàm trên của chúng ta chính là con rắn. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn xem nhé. Cái này cũng là một cái để chúng ta phóng to, chúng ta thấy là con người này, con người này, hàm dưới này, hàm dưới đây là bộ hàm dưới hôm trước này. Đó, mũi này, sừng này, đây hàm trên đây, trên đấy nhé. Rồi các bạn nhìn hàm trên này, hàm trên di chuyển cùng với con rắn, chúng ta cho như sau. Hàm trên ta để cần chuông P, là để đây chúng ta đặt đặt tên đây là snake P. Đấy, mũi thì ấn cần chuông P để thêm test nhé các bạn nhé. Mũi này, mũi ở đây. Đấy, mũi các bạn chú ý là các bạn kéo này vào đây. Sừng này, sừng nhá, sừng bây giờ tôi cho cần chôn p. Đấy,
sừng không liền với mũi cho nên là nó phải độc lập với mũi. Đấy. Rồi đấy là chúng ta kết nối mạng giữa sừng và đấy. Bây giờ tôi sẽ cho mắt, mắt đây là trắng của con mắt, con mắt rồi. Con mắt này sẽ theo cái con snake. Con mắt này sẽ theo con snake. Alo. Anh đặt gạo cho anh gạo 18 hay 17 thôi em. Đó, bây giờ các bạn sẽ nối tất cả những cái con từ cái mắt cho đến là con của cái mà hàm trên này, của hàm trên con tắm nhé, ở chỗ này. Thế lúc này chúng ta sẽ nối như này, ta tóm snake này, ta tóm, ta thả vào đây. Đấy, ta tóm tiếp cái này cổng output vào trong hai cái mắt. Đấy, mắt chúng ta chỉ làm trắng vậy thôi. Đấy, thế lúc này con snake này là cha của bọn kia rồi nha, hàm dưới thì nó đây rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cái họng này, họng này nhá, họng này cũng phải vào trong trong đây. Đấy, họng rắn chúng ta nối vào ở trong này. Đấy, chúng ta thấy là nó đã vào được các bộ phận và khớp của nhau. Đấy, mũi cũng vào nhá. Rồi bây giờ chúng ta quay về về đây. Đấy, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta sẽ điều chỉnh con rắn này bằng cách hôm nay thì mình sẽ sử dụng là phương pháp là controller slide trước nha các bạn. Học ở đây các bạn thấy là đã nối kết nối được với rắn rồi, với cái đầu rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng controller để làm sao cho con rắn nó di chuyển được. Đấy, các bạn nhìn thấy là do là mình đã làm kết nối mạng ở đây đủ. Đấy, thực tế là cái snake này nhá, là cái này tôi viết sai rồi thôi không sao. Đấy, cái này chúng ta viết cái đặt tên nó là snake là A cơ, vì cái này là tổng của toàn bộ điều khiển cái đầu. Đấy, sau đó ta lại kết nối với cái thân và cái đuôi, rồi còn chân kết nữa. Thế thì ở đây nha, chúng ta bởi vì là nếu chúng ta xem ở trên các kênh YouTube ấy, họ dạy bằng nước ngoài, dạy tiếng Anh, thì chúng ta cũng không hiểu là nó kết nối kiểu gì. Đấy, và đọc sách hướng dẫn thì đạo thì hướng dẫn rất là sơ sài. Cho nên là khi mà mình kết nối vào, mình kết nối sơ sài dẫn đến là chuyển động bị vỡ, bị vỡ và méo. Đấy, thì bây giờ các bạn mình phóng to cái này, các bạn chụp vào nhé. Các bạn nào làm các bạn chụp, chụp vào. Đấy, rồi đây, đến đây là phần hôm qua, phần video hôm qua. Thì khi mà ta kết nối vào đây rồi thì chúng ta thu nhỏ lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là zigging cái con mặt này. Đấy, mặt này nhá, mặt này thì chúng ta cái là ở đây là cho nó, ta đặt cho nó các hướng của hai bên đầu này. Đấy, ta đặt cái zigging này ta phải chọn nhé. Chúng ta chọn zigging. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây là bộ, thì chúng ta dùng cái bộ này, bộ này để zigging cái mặt. Chúng ta đặt đặt vào đây. Đấy, bộ này nhé. Đấy, đều hai bên này để nó còn quay này, dưới này, trên này, đỉnh góc này. Đấy, và mũi của nó. Rồi ta chỉ làm từng này thôi nhá. Các bạn có thể làm biến đổi người chỗ này một tí. Rồi ok, thì bây giờ ta sẽ làm như sau.
Sau khi tôi dứt kinh xong rồi thì bây giờ tôi sẽ kết nối lại nhé, kết nối lại. Ok nhé, bây giờ tôi dứt kinh xong cái đấy rồi. Đấy, thì cái này nó vào đây, này vào đây. Đấy, thì vô hình chung bây giờ là các pet này phải được sự chỉ đạo của Deform. Được sự chỉ đạo của Deform đây. Đấy, nó mới đi theo nhá. Chúng ta phải được sự chỉ đạo của nó. Thế thì trong mỗi cái này bây giờ các bạn chú ý cho tôi là tôi sẽ add ra một cái snake. Trên của con snake tôi add ra một cái nối đã, để chúng ta copy. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chọn cho tôi cái này, và bây giờ tôi sẽ insert cái Kinemix output. Đấy, rồi bây giờ ta quay trở về cái snake này, chúng ta thấy là biểu tượng của nó đã khác nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ này ra đây. Đấy, ta copy, ta bảng tên gname nó chỗ nào nhỉ. Ok, ta đặt tên nhá. Copy, Ctrl V, copy. Tôi copy để tôi làm cho cái khớp cho mỗi chỗ một tí. Rồi, bây giờ nha, cái họng dưới này, hàm dưới này là bộ này, tôi bỏ này này, tôi để này. Và cái này phải nối vào họng của cái Deform. Đấy, họng của này nhé. Và xong cái bộ mồm, mồm dưới. Đấy, còn lòng trắng, hai mắt, hai mắt này, hai mắt này nhé, hai mắt này nó độc lập của cái hàm dưới. Thì chúng ta lại có một cái Kinemix này. Đấy, được chưa? Con này, hai con này bây giờ búp vào đây. Đấy, thì con này nối vào đây. Đấy, còn Deform này, Deform này nối vào Deform của thằng. Rồi, thằng tiếp tục ra đây. Đấy, rồi đấy là sau một con Kinemix này. Bây giờ con Kinemix tiếp theo, sau lần sau chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta đặt tên nhé, đặt tên bọn này. Đấy, tôi sẽ đặt Kinemix này vào đây. Đấy, Kinemix này nhảy lên trên đây. Đấy, đấy, chúng ta làm như thế nhé. Rồi nó đã nhảy lên trên rồi. Ủa, bây giờ mũi và tai chúng ta copy tiếp ra. Ồ, thằng mũi này ta bỏ nó đi, bỏ cái này đi. Đấy, mũi và sừng cho này vào đây. Đấy, bỏ cái này nối vào đây. Còn thằng này vào đây. Đấy, thì lúc đó con này nó mới chuyển động được. Rồi, sau khi ta nối tất cả các Kinemix khớp vào các bộ phận, các bộ phận. Đấy, thì chúng ta thu nhỏ lại. Rồi bây giờ chúng ta mới làm cho tôi một cái nè, làm riêng từng cái một nhá. Thứ nhất là mặt của mặt di chuyển ngang, chúng ta vào animation. Đấy, animation nhá, chúng ta chọn controller khởi động với slide là trượt, trượt hoặc là stack. À, trượt hoặc là stack. Thế thì bây giờ ta làm stack đi, quy ra. À, stack quy ra. Thì trước khi làm stack quy ra thì chúng ta sẽ đặt như sau. Tại vị trí thứ nhất chúng ta cho nó quay sang trái nhá.
cho quay sang đây. À, bây giờ các bạn cùng nhìn này. Đó. Cả mặt cùng đi. Đó, quay sang đây nhé. Nhìn sang đây. Đó, ở cái sừng cũng nhìn sang đây. Quay sang đây nhé. Bạn nhìn thấy nó tất cả cùng đi cùng. Rồi, bước tiếp theo. Đó. Quay sang đây. Ở mấy bước tiếp theo là quay lên đây, quay sang đây rồi nhá. Ở chúng ta cho quay xuống dưới, dưới trái. À, bây giờ chúng ta cho quay xuống dưới trái. Các bạn nhìn thấy ấy. Còn cái lưỡi ta sẽ làm xong. Lưỡi nha, ở đây là thiếu lưỡi, là một cái họng thôi. À, nhưng mà tôi zigging để cho các bạn thấy là nó sẽ quen đây. Đấy, rồi cái này chúng ta co xuống nhá. Mắt đấy, mắt thì chúng ta cho lên đây. Đó. Được chưa? Đó, xong tiếp theo này. Tôi quay lên trên. Quay lên trên, tôi đẩy cái này lên trên. Đó, mũi lên trên. Lên trên, họng rồi, hồn lên trên. Đấy. Rồi chúng ta quay lên trên. Chúng ta nhìn thấy này. Lên trên chưa? Lên trên chưa? Đấy nhé các bạn, 1, 2, 3. Lên trên, đấy, lên trên. Rồi. Rồi bây giờ về về trung bình. À, ta lại kéo nó về trung trung bình. Ta phải làm gì? Kéo nó về trung bình. Kiểu như là nhìn hóa ra đúng không? Hoặc là các bạn có thể là như này. Bây giờ ta sẽ copy cái khung hình chốt đầu tiên này. Quay về đây để nó nhìn ra nhá. Quay về đây. Đó. Rồi chúng ta quay này là giữa cho nó nhìn cho nó chuẩn. Khung hình này nhá. Ta copy cái này, các bạn có thể vào edit copy cell from timeline.
Rồi các bạn dán nó vào chỗ này. Các bạn chọn paste. Đây chúng ta chọn paste. Rồi. Đấy, và chúng ta lẽ ra là copy từ ban đầu. Ta nhìn thấy sang bên này nhé, sang bên trái này chúng ta quay hẳn chúng nó ra đấy đấy, quay hẳn nó sang nhé. Rồi, các bạn thì quay hẳn nó ra, rồi quay hẳn nó ra đấy, và nhìn sang bên này đấy chưa đấy. Chúng ta nhìn thấy. Quay sang bên này nhá. Bên này rồi. Thế bây giờ chúng ta đã quay sang này. Chúng ta làm cái này tiếp. Này chúng ta đá lại. Thì có lưỡi xá xuống đó. Đó. Cho nên là bộ nhớ phải cực kỳ ngon thì nó mới làm cho chúng ta được xuống dưới đó. Chúng ta nhìn thấy mắt con này lại ra tôi phải để con người cực đỏ màu lên. Đó. Rồi bây giờ các bạn làm như sau, đã xong nhá. Xong bây giờ các bạn vào animation, các bạn chọn cho tôi cái slider được chưa? Đó. Rồi các bạn chọn này, các bạn chọn next. Offset scale con người mình có con người đó mình select mình không dùng con người cho riêng slide các bạn chọn cho tôi cái master control với cái stack này. Ta chọn 33 và ba hơi ít đúng không, 34 63, ok 63 được nha. 63 thì bây giờ mình sẽ làm thế này, tại đây tôi chọn này đó. Tại đây tôi chọn cái này đó, đây đây tôi chọn này này đó. Tại đây lên tại đây tôi chọn cái này này chọn này để làm nó đủ rồi. Tại đây tôi chọn này. Đó. Ở đây tôi chọn này. Đây tôi chọn. Đây tôi chọn này. Rồi, tại đây tôi chọn này. Đây tôi chọn này. Tôi không có thời tôi dạy nhanh nhá, tôi không làm kỹ để chúng ta nhìn lên đây lên đây lên đây ok. Xong chúng ta làm xong cái thì chúng ta sẽ chọn và tạo. Đấy, ok
đặt tên là rắn. Okay. Select order, cái này không được tên. Và tôi tạo rồi, ok. Xong rồi các bạn nhìn thấy này. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã di chuyển được con này. Đây là bây giờ chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Bây giờ chúng ta di chuyển. Chúng ta di chuyển. Di chuyển này nhá. Thế sau một cái slider của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng con đây. Chúng ta đưa dịch nó ra ngoài được không? Đó. Ta đưa nó ra ngoài nhé. Đưa nó ra ngoài khỏi vướng. Rồi các bạn di chuyển con này. Cái đầu của chúng ta sẽ thấy nó di chuyển các bạn ạ. Đấy. Đó. Cái này là có mắt đặt một kế hoạch cái này lên. Đó. Thế thì ta đã kích hoạt xong cái rốt rồi. Rồi ta phải truyền được cái bộ hình tròn này. Đó các bạn nhớ. Mỗi lần tôi di chuyển đi vị trí của nó và đều chạy theo. Bây giờ chúng ta xong cái này rồi thì cái việc mà để chạy trên timeline này thì rất là dễ. Cái này thì tôi chỉ nói là các bạn chỉ cần đưa con chuột vào và đằng tiếp theo. Đó. Chúng ta đưa cái này lên cao, khung hình lên cao, các bạn đưa vào đây và các bạn nhấp cho tôi nút lớn hơn nhé. Mỗi một lần đưa cái này đi đâu thì chúng ta sẽ nhấp cái lớn hơn thì con rắn nó sẽ chuyển động cho chúng ta. Đấy. Các bạn mà các bạn nhìn nào. Rắn chuyển động rất là hay. Rồi thì buổi sau vào cái phần sau tôi sẽ lại nói tiếp. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đó, chúng ta mà làm chúng ta còn làm cả nó đằng sau đầu nghiêng đầu ngửa nữa. Đấy. Thì đây là gọi là rigging khuôn mặt, đúng không? Để cho chúng nó có thể di chuyển. Thế là các bạn đã hiểu cách làm rồi nhá. Hôm nay chúng ta học cả làm cả rắn uốn éo. Tôi thì làm nó hơi vội nhưng mà về lý thuyết là như vậy. Lý thuyết là như vậy. Các bạn thấy đấy là lý thuyết như vậy. Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Chúc các bạn học tốt.